Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Tin máy bên em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Quá chị em thời gian qua cô bác chị em luôn theo dõi cái tin máy của em ha, thì cũng như mua máy ủng hộ bên em nha. Thì trước hết thì em xin giới thiệu đến cô bác chị em cái địa chỉ cửa hàng bên em ha. Cửa hàng bên em ở đường số 9, khu Liên hợp Thể thao huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đấy. Em thì cách bến xe Tân Hưng tầm 800-900m của anh chị em đấy. Thì động cơ mà em muốn giới thiệu đến các bác chị em tham khảo là cái động cơ Isuzu. Em này là 4G B1 đấy. Đây 4G B1, số máy của nó nè, 147945. Em này hôm nay mình hết hàng cũng lâu quá chị em, cũng không có mua được những con máy 4G B1 này. Về cơ giới thì nói chung là nhiều anh em xài cơ giới rất là cần nha. Thì hôm nay cũng may mắn mua được cái động cơ này. Cơ này xuất sắc quá chị em. Đấy. Thì động cơ giới này thì động cơ cơ giới này thì nó không có cái thùng quá chị em, nó nằm trần nha. Cho nên nó không có như là hai con hôm rồi mình bán nha, nhưng mà chất lượng máy là như nhau. Con này nó nằm ngoài trần chứ nó không có cái thùng, cho nên là những cái dàn bù lon tán nó hơi xuống cấp, nó không có dàn khè như là những cái con hai con hôm rồi mình bán nha. Đấy. Này là cô bác anh chị em mình hay kêu là Isuzu 93 của anh chị em, thì có người kêu 4GB1 thì cũng nói đó. Em thì nó em này thì lòng nó 93 ly các bác anh chị em. Dòng tua em này nó tầm 2004-2006, nó thuộc dòng cơ giới các bác anh chị em. Đấy. Thì công suất em này nó đạt đến từ 75-78 PS các bác anh chị em. Đấy. Phía sau này thì nó kéo tời anh chị em nha, nó kéo tời, một cái tời rất là lớn phía sau đấy. Mình mua mình không có lấy tời và hộp số anh chị em, cho nên mình chỉ lấy cái động cơ thôi. Có anh chị em nhìn bên trong bánh đà mấy ốp bù lon bánh chén phía trong mở keng luôn. Thì con này có bác anh chị em đang sử dụng xe cuốc á, động cơ 4GB1 và lâu ngày nó bị xuống máy xuống cấp á, thì có thể mua em này để lên. Đấy. Thì em này thì mình bán là mình bao nguyên zin, nó tăng đa không đổ hơi. Đấy, mình bao lên thao tác không liệm. Đấy. Con này thì đầy sạc nó 12 luôn đó chị em. Thế là em quay chi tiết gần cho lần nữa cho quý anh chị em xem nha. Đấy, những con ốc tán thì nó còn vuông cạnh, nó còn rõ ràng rõ nét quá chị em ha. Đấy. Hôm nay bộ lửa của nó, ốc bộ lửa nó xài ốc màu xanh nòng súng quá chị em. Đấy. Máy quá xuất sắc quá vậy ha. Rạc mất ken luôn. Này em thay cái lượt nhớt của máy em. Thay cái lượt nhớt coi. Về lượt nhớt nó bị cấn bể rồi em thay luôn. Cấn nước rồi các kiểu. Con này quá đẹp anh chị em nha. Kỳ đẹp luôn. Đấy. Heo. Cái sale quá em. Máy cực kỳ đẹp quá em ha. Đây. Giờ thì em nổ máy cho các chị em nghe tiếng máy nha. Để máy không?
Isuzu 4GB1 này nó rất là hiếm hàng quá chị em, cho nên mà hàng nó về được bao nhiêu là mình thấy mà máy khá là mình mua hết quá chị em. Lúc trước mình mua một lần ba con được một luôn quá chị em, mặc dù rất là kén khách hàng sử dụng nha, dòng máy này giá cũng rất là cao. Ga này nó lên cái tí xíu quá anh em, nó không có lên cao quá anh em ha. Động cơ này nổ rất quy lực quá anh em. Đấy. Động cơ thì này thì phù hợp cho quá anh em đấu xe cuốc, đấu phát điện các kiểu. Thì thuộc vào quá anh em cần sử dụng mục đích gì. Thì quá anh em ơi. Là khi mà em đăng một cái máy nào đó em báo giá thì nó cho quán chị em tham khảo đó, thì cũng có nhiều quán chị em phiền hà. Nói chung là quán chị em phiền hà, nhiều quán chị em thì phiền hà một cách nó rất là tế nhị, một cách nó rất là văn hóa, mình thấy rất là hài lòng. Thì có nhiều có anh em cũng bình luận bằng những cái lời bình luận nó cũng không có văn hóa, nó cũng hơi khó nghe. Điều mà điều đó thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Cái việc mà mình mua bán thì mình bán đâu ra đó, rõ ràng mình cũng không có ngại gì ai mà nói xấu với mình gì hết. Mình chẳng có gì xấu để nói. Tất cả anh em bán máy hoặc là bãi máy thì ai cũng biết mình hết, mình làm việc đâu đó rõ ràng rõ nét. Tất cả cô bác chị em đã mua máy mình thời gian qua cũng vậy thôi, toàn là những cái người mà bình luận mắc không có văn hóa đâu quá chị em, là toàn là tạo những cái tạo kênh ảo á để bình luận phá chọc chọt chẹ này kia nọ đó. Thì điều đó mình chia sẻ lên cho bác chị em thôi, chứ vấn đề đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, mình vẫn bán bình thường. Thì mình có gợi ý như thế này, thì điển hình giống như con máy này, thì nếu như mà khi mình báo giá thì mình cảm thấy giá cao quá, thì mình nếu mà bản thân mình có cái nguồn nhập hàng nào mà con máy nó đẹp vậy đó mà giá nó rẻ hơn, thì mình sẽ gọi bán cho bên bên tiệm máy của mình, tiệm máy Từ Hảo. Em thấy anh đăng con máy đó đó, em đang có con máy đó em bán rẻ hơn anh, em bán cho anh rẻ hơn 5 hoặc 10 triệu thì mình sẵn sàng mua quá cho em ha. Giống như con 4T86 hôm bữa đó mình bán ra là phải trên 50, trong khi đó mình phải đi giao hàng, nếu mà mình không đi giao hàng thì mình bán dưới 50. Thì nếu cô bác chị em nào mà có con máy giống vậy đó thì em sẽ mua lại 45 triệu. Cô bác chị em nếu có cái như vậy thì sẽ gửi hình qua mình sẽ mua 45 triệu, cho dù số lượng như thế nào mình cũng mua hết nha, 50 cái mình mua hết nếu mà đúng chất máy đẹp như vậy nha. Đấy. Đó, thì cô bác chị em nên cân nhắc về vấn đề đó nha.
Nếu như con Isuzu này cũng vậy luôn, nếu mà các bác chị em cảm thấy mình có cái nguồn hàng rẻ hơn thì mình bán ngược lại cho bên tiệm máy, chuyện đó quá bình thường. Đây là một cái giao dịch, một kênh YouTube bán hàng thì cho với một khách hàng, thì cũng là một cái người giao bán với một cái người mua, cũng làm đó là một sự giao dịch. Thì cô bác chị em có cái nguồn hàng mà để bán lại cho bên em thì cũng là một sự giao dịch thôi, chứ chẳng có gì gọi là nó khó khăn hết. Vì thế cho nên thì cô bác chị em nếu có thì cứ việc là bán cho mình đấy. Thì con bác chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm mình thì, tất cả rất là nhiều động cơ, từ động cơ một máy đến sáu máy, cũng như là những cái bộ phát điện mình cũng bên đây cũng cho ra những sản phẩm rất là chất lượng. Thời gian qua đã bán rất là nhiều cho cô bác chị em sử dụng các cái huyện, các tỉnh lân cận. Trong khi đó thì bên em luôn lấy uy tín để làm thương hiệu của mình, vì thế cho nên là cô bác chị em cứ an tâm. Còn vấn đề của bác chị em bình luận mà kiểu này kia đó thì cứ thoải mái, em cũng không có vấn đề. Nhưng mà cảm thấy một cái gì đó mình làm có ích cho cái bản thân mình, có cái hậu, có cái tốt, cái hậu tốt cho cái sức khỏe của mình và cái khẩu nghiệp của mình thì mình nên làm. Còn những cái mà mình thấy nó không có giá trị, không có vô bổ, giống như một ngày nào đó mình làm được cái việc gì đó cho gia đình, cho xã hội thì mình thấy hạnh phúc. Còn ngày nào đó mình trống trơn trống vắt, mình không làm gì, mình không có tạo được cái gì đó cho gia đình hoặc là bản thân mình hoặc là xã hội thì đó mình thấy nó vô bổ. Vì thế cho nên những cái lời chia sẻ của em thì đó là ý của em thôi, cách sống của em. Còn cách sống của mỗi người thì nó khác nhau. Vì thế cho nên nếu mà mình bình luận một cái gì đó thì mình nên lấy cái kênh chính của mình, cái kênh mình đường đường chính đại, mình cứ bình luận thẳng, tôi kia nọ gì đó thì điều đó nó không có vấn đề. Nếu người khác sai trật với mình, người khác nói sai trật hoặc là người khác bán cao, mình có cái đồng, mình có cái cục máy rẻ, mình có cái sản phẩm rẻ thì mình bán ngược lại cho bên bán cao, điều đó đều hẳn nhiên quá cho em nha, điều đó rất là hẳn nhiên rồi đó. Đấy rồi, con này thì lắp trên cơ giới thì nó khác cái nọng bánh đà, thì có thể có anh chị em về bỏ nọng bánh đà cũ mình vào, lấy cái nọng bánh đà này bỏ qua. Còn tất cả chân cẳng thì nó không khác nhau gì hết. Bên em báo bán cho bác chị em thì bên em bao và bác chị em mà thao tác ok ngay, không để máy nha. Rồi, em cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo nha.